Chu cơ, má biết con không biết gì hết, nhưng có một chuyện má thật sự rất muốn con biết. Má bây giờ có phải là má không khỏe hay không? Lãng tình nói với con là má lại thấy ảo giác. Má không cần phải sợ, tụi con sẽ về bên cạnh má mà. Má vừa mới gặp Di Duệ Kiệt, cậu ta nói nếu má muốn cải thiện quan hệ với mẹ, con và Kình Phong sẽ biến mất. Nếu má thật sự làm vậy, con có đồng ý với má không? Đừng mà bắt tâm. Thật ra anh có thể nói không, anh cũng không muốn nhìn thấy Nhã Tinh đau khổ như tôi vậy mà. Bác Tâm, Chu Cơ cũng là con của bác, bác làm như vậy sẽ không thể quay lại. Má, cho con suy nghĩ lại cái đó. Má xin lỗi. Có lẽ Kình Phong đã đồng ý rồi. Cậu ta có gì nói với con hay không? Anh kêu tôi đưa cho anh coi. Kình Phong nói từ bản thân anh học hỏi được là một nhân cách cần phải dốc hết sức giúp đỡ nhân cách chính giải quyết vấn đề, gánh chịu đau khổ, cũng giống như lúc trước anh vì ảnh vậy. Cho nên anh đã hứa với bác Tâm. Anh kêu tôi nói với anh cảm ơn anh người anh em. Tôi muốn nói vài câu với lại Nhạn Tinh. Anh tưởng đầu cách xe của chúng ta thành công, ai ngờ mới đó anh đã phải đi rồi. Thật ra anh có nói với em, tình yêu này là có kỳ hạn, em không hối hận. Em đừng có nói nữa, anh không muốn em chứng kiến anh ra đi. Chú cơ, anh cho em nhìn anh thêm 10 giây đi. Ở đây lạnh lắm. Chẳng phải từ nhỏ tới lớn con luôn thích ăn hamburger sao? Sao con không ăn đi? Sợ má bỏ thuốc chuột sao? Má đã viết trước khi tẩm thuốc, con coi đi. Bà đã lên sẵn kế hoạch muốn hạ độc tôi và em gái hay sao? Hả? Khi má viết lá thư này, chỗ này của má có người nói chuyện với má. Cô nói một câu, má viết một câu. Sao bà không đem bỏ đi chứ? Bà sợ cái gì hả? Bà sợ không nhớ làm sao giết tôi và Lãng Tình sao? Má nhớ mà, hả? Má đã nấu một nồi rất đậm, má định cho con uống. Cho con uống xong thì cho Lãng Tình uống, Lãng Tình uống xong thì tới má uống. Sau khi cả nhà chúng ta uống hết thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, phiền não gì cũng không còn. Cái nồi đó lớn như vậy mà cũng định tự mình uống hay sao? Mình định uống hai chén hả? Hả? Má à, sao má muốn anh em con chết vậy hả? Má
Má không gặp tụi con 17 năm, má nhớ tụi con lắm. Má rất muốn nghe giọng nói của tụi con, má rất muốn ôm tụi con nhưng má không thể. Má không dám, má không dám về đây, má sợ má sẽ làm những chuyện khủng khiếp. Má đã thử rất nhiều lần, má đã mua vé, vé bay bay, má cũng đã tới sân bay rồi. Nhưng vừa nhìn thấy bức thư này, má lập tức ghi lại, má không thể về đây, má tuyệt đối không thể về đây. Má cứ suốt ngày nghe có tiếng con nít gọi má ơi. Hay là tới Giáng sinh má thấy bóng đèn nhấp nháy nhấp nháy, má liền nhớ con lắm, má rất đau khổ. Cho dù má ngủ say, má nằm mơ, má đều muốn về đây lắm, nhưng mà không được, má không thể về đây. Má rất đau khổ, má xin lỗi, tha thứ cho má đi, má xin lỗi. Thật ra thì hôm đó con không có say. Con thật sự không muốn má đi mà. Má không đi, từ nay má không đi nữa. Từ nay má sẽ không đi nữa, má xin lỗi, từ nay má sẽ không đi nữa. Má xin lỗi, má xin lỗi, má xin lỗi. Trước khi má tới đây đã có nhiều ảo giác, họ không cho má tới, nhưng má nhất định phải tới, bởi vì má biết con rất cần má giúp. Nói cho má biết, má không tin con giết người. Con có giết người hay không? Không có, con không có giết người. Con chỉ muốn giận với họ mà thôi. Không lẽ Trần Tiểu An đã chết rồi sao? Vẫn còn kịp mà. Có lẽ vẫn còn kịp. Nói cho má biết, con giấu người ta ở đâu vậy? Con không biết, con thật sự không biết mà. Con không biết. Con còn nhớ không, năm đó chúng ta nghèo lắm, lễ Giáng sinh chúng ta không được đi chơi. Con ở trong nhà cầm cái gối xé đầy nhà toàn là bông gòn, tạo tuyết giả. Con nói cho má biết con có tiền, sau khi lớn lên sẽ dẫn má đi ngắm tuyết thật, mừng Giáng sinh màu trắng. Con còn nhớ không? Con nhớ, năm đó chúng ta chơi vui dữ lắm. Mẹ, con là một đứa trẻ bản tính rất ngoan. Con làm như vậy có phải muốn giúp bạn hay không? Nhưng con làm vậy không giúp được họ đâu. Con ngồi đây suy nghĩ một lát đi. Má ra ngoài lấy đồ cho con ăn nha. Quan hệ giữa tôi và Matt có được gọi là làm lành không? Có phải rối loạn nhân cách của nó đã chữa khỏi rồi không? Nếu như tôi nói hai người đã hòa giải rồi, vậy thì bà mừng hay là không mừng? Có phải phát hiện ra muốn làm một người mẹ hiền cần phải là một người mẹ rất tệ trước không? Chu Cơ và Kình Phong, hai đứa con sẽ hiểu tôi. Vậy sao? Bà cho rằng bà đặt câu hỏi xong, sau đó đích thân giết chết hai đứa con của bà thì yên lòng hả dạ hơn sao? Chu Cơ và Kình Phong không phải là con của tôi, chúng chỉ là một nhân cách. Tôi chỉ có một đứa con thôi, đó chính là Mết. Bà quên mất lúc nãy nói gì với tôi sao? Bà nói sau khi làm xong sẽ rất đau khổ. Không phải ai làm má đều hiểu rõ. Nhưng bây giờ tôi thấy bà như vậy, tôi đã thấu hiểu được. Phải, tôi rất đau khổ.
Tôi thật sự đau khổ lắm. Cậu hài lòng chưa? Có thể cho tôi câu trả lời chưa? Tôi thấy cậu Mét đã chấp nhận lại bà. Tin chắc mẹ con hai người đã làm hòa. Tức là từ nay Joker và Kình Phong sẽ không xuất hiện nữa. Chúc mừng bà Dương Bích Tâm. Bà còn lại một đứa con thôi.